Thiên Hương và Nguyễn Bá Thành xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thấm thoát mà 45 năm đã trôi qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, biến cố Tháng Tư Đen. Cộng sản Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, gây ra bao nhiêu đau thương, tan tóc và chia lìa trên chính quê hương và cho cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, hàng năm đoàn du ca Nam Cali vẫn thường tổ chức chương trình tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 để mời tất cả quý vị cùng đến đây hướng lòng về quê hương Việt Nam. Năm nay, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, chúng ta không thể đến với nhau, chúng ta không thể ngồi bên nhau. Nhưng, thưa quý vị, tinh thần du ca không thể vì một coronavirus mà làm cho chúng ta chùn bước. Chúng tôi vẫn thực hiện chương trình tưởng niệm 30 tháng 4. Trong khi quý vị đang ở nhà, xin mời quý vị hãy cùng với đoàn du ca Nam Cali hôm nay hướng lòng về quê hương Việt Nam để tưởng niệm quốc hận 45 năm. Chúng ta bước vào một cái chương trình tưởng niệm một cách trang trọng và đầy đủ ý nghĩa. Chúng tôi xin mời quý vị dành ít phút để làm nghi thức chào cờ và tưởng niệm. Xin quý vị cùng đứng. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, The National Anthem of the Republic of Vietnam. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi. The National Anthem of the United States of America. Thank you.
And now, a moment of silence to commemorate the fall of Saigon in April 1975, to honor the American and Vietnamese soldiers who sacrificed their lives in the Vietnam War, and to pay tribute to those who died on the escape from Vietnam to seek freedom and human rights. Một phút tĩnh lặng để tưởng niệm tháng Tư đen, để ghi nhớ công ơn của các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc và những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm chấm dứt. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào chương trình tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 với đoàn du ca Nam Cali. Và nhạc phẩm đầu tiên, Đoàn Ta Ra Đi. Quý vị, tuy là hôm nay quý vị ở nhà, nhưng chúng tôi vẫn mời quý vị tham dự một buổi sinh hoạt du ca. Như quý vị nhớ, những lần trước quý vị đến với du ca có nghĩa là quý vị tham dự một cái buổi sinh hoạt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiếu những cái bài hát có lời nhạc để quý vị cùng hát theo. Thì hôm nay cũng như vậy, quý vị nhìn thêm trên màn ảnh những bài hát nào có những dòng chữ chạy theo thì mời quý vị hãy hát với chúng tôi từ nhà. Quý vị ơi, tuy rằng chúng tôi đứng đây nhưng chúng tôi vẫn nghe tiếng quý vị hát, chúng tôi vẫn nghe tiếng quý vị vỗ tay và chúng ta từ khắp mọi miền trên thế giới vẫn có thể hòa tiếng hát cùng nhau. Và kính thưa quý vị, nước Việt Nam của chúng ta hình cong chữ S rất là bé bé xinh xinh. Nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang đã nói rằng đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận. Và con đường Việt Nam đó chúng ta đã đi suốt hơn 50 năm và cho đến ngày hôm nay anh chị em chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bước tới và hy vọng rằng con đường đó thế nào cũng mang chúng ta đến một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước mình. Cho phép Nguyễn Thành cũng nhắc thêm cho quý vị. Con đường Việt Nam không phải là con đường trên bản đồ địa lý, nhưng mà đó là con đường của tri thức, con đường của sự cuộc đấu tranh. Chính vì lẽ đó mà sau năm 1975 đến nay, trong suốt 45 năm, đã tạo ra một con đường, có thể nói là một cuộc trường chinh lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là hàng triệu đồng bào Việt Nam của chúng ta đã rời xa đất nước nhưng mà vẫn tiếp tục con đường Việt Nam. Đó là con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, quê nhà. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng hát Đường Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Đường Việt Nam thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong điều kiện đặc biệt của năm nay, tuy chương trình của chúng ta đã có sự góp mặt của rất nhiều ca nhạc sĩ từ khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng cũng không thể nào thiếu những bản nhạc cộng đồng của Zuka. Cho nên chúng tôi đã chọn lọc những bài hát quen thuộc để quý vị cùng hát với chúng tôi từ những chương trình Zuka tưởng niệm 30 tháng 4 của những năm trước.